nay chúng ta học bài tiếp theo của cái môn Advanced Java 1 ha, International Relation ha. Thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn khái niệm Internationalization và Internationalization Process và Internationalization Element. Thì thế nào, tại sao phải cần cái Internationalization, tức là sự gì? Tức là sự quốc tế hóa, đúng không? Quốc tế hóa. Các bạn nghe cái gì mà quốc tế hóa là các bạn không biết là gì, là cái phạm vi là toàn cầu, đúng không? Như vậy thì chúng ta học cái ngành mình là ngành phần mềm, mà một cái phần mềm được sử dụng trên toàn cầu, được không? Có nghĩa là một cái phần mềm mà rất nhiều quốc gia sử dụng, chứ không phải là chúng ta viết phần mềm cho một quốc gia nào đó sử dụng ha. Viết phần mềm cho một quốc gia nào đó sử dụng thì nó dễ rồi. Bây giờ quốc gia đó nói tiếng, ví dụ viết phần mềm cho nước Trung Quốc thì Trung Quốc là nó xài tiếng Trung Quốc, nếu yêu cầu chúng ta cho viết tiếng Trung Quốc thôi, nó dễ rồi, đúng không? Đó. Rồi, còn nếu mà chúng ta viết phần mềm mà được sử dụng trên nhiều quốc gia, ví dụ web, đúng không? Website thì miễn người nào kết nối internet là có thể truy cập được, đúng không? Mọi người trên khắp thế giới. Thì nếu như người Trung Quốc họ không muốn đọc tiếng Anh mà họ muốn đọc tiếng Hoa thì cho phép lựa chọn ngôn ngữ là tiếng Hoa, đúng không? Sau đó ở bên những quốc gia sử dụng tiếng Anh thì họ không thích sử dụng tiếng Trung Hoa thì họ sẽ chuyển ngôn ngữ thành tiếng Anh, đúng không? Họ đọc về Việt Nam thì tôi thấy đa số không có tiếng Việt, đa số không có làm gì tiếng Việt, đa số là vậy. Thì đó, thì ý đây muốn nói là gì? Chúng ta tạo ra một cái ứng dụng mà nó có khả năng là có thể nhiều quốc gia sử dụng, và nhiều quốc gia thì nó sẽ có những nền văn hóa khác nhau, sử dụng ngôn ngữ khác nhau. Thế thì bây giờ làm cách nào nè? Làm cách nào để chúng ta viết được một cái phần mềm như vậy? Làm cách nào để viết phần mềm cho mà cái phần mềm của mình sử dụng nhiều ngôn ngữ, cho nhiều quốc gia sử dụng? Đâu thử coi, suy nghĩ coi, nếu mà chúng ta chưa học cái bài hôm nay thì cái cách của anh chị là cái cách như thế nào? Có thể là gì? Viết một phần mềm sử dụng một ngôn ngữ nào đó, xong mình copy cái phần mềm này thành một cái bản khác, sau đó mình sửa lại chữ tiếng Anh thành chữ Trung Quốc, ví dụ vậy ha. Xong rồi cho người Ấn Độ sử dụng, copy cái phần mềm nữa, đúng không? Rồi sửa lại mấy cái label rồi á là chữ Ấn Độ, ví dụ vậy. Ả Rập là tiếng Ả Rập luôn, thấy không? Đó, thì đó là cách nhất. Mà cái cách này thì các bạn nghĩ nó khó khăn chỗ nào? Mất thời gian là đúng rồi ha. Thực ra nó không phải là một giải pháp hay, là bởi vì những cái đoạn code nó có nhiêu đó mà cứ lặp lại, tại vì nó copy mà. Nó copy thì có những cái đoạn code lặp lại thấy nó phí à, đúng không? Trong cái đó mình chỉ thay đổi cái gì? Cái ngôn ngữ, cái label thôi, ví dụ. Ví dụ ha, các bạn thấy là Việt. Các bạn thấy là nó chỉ thay đổi cái gì? Cái chữ thôi, đúng không? Cái chữ thôi hả? Hoặc là tiếng Anh. Các bạn thấy là nó chỉ thay đổi cái chữ thôi, thấy không? Ở đây là tôi tạm thời tôi chỉ xây dựng hai ngôn ngữ, phải không? Chúng ta có thể có rất nhiều ngôn ngữ nữa. Ở đây tiếng Việt là tôi là tại tôi làm biến bỏ dấu thôi ha. Thực ra nó có thể bỏ dấu được, phải không? Thế thì không lẽ bây giờ tôi viết hai phần mềm, một phần mềm cho tiếng Việt, một phần mềm cho tiếng Anh, nó thời gian đó, nó quá là tốn cái chi phí, hiểu không? Quá tốn chi phí về thời gian. Ở đây là rõ ràng là một cái giải pháp không có khả thi tí nào cả ha. Lỡ 50 cái ngôn ngữ bạn copy 50 cái rồi, xong cái bạn bắt là ở quốc gia nào phải đào đúng cái tiếng của quốc gia đó, bạn thấy nó rối ha. Thậm chí nhiều quốc gia nó muốn sử dụng hai ngôn ngữ là nó phải cài vô hai cái phần mềm, nó kỳ cục ha. Anh muốn xài tiếng Anh anh phải click vô chỗ này, anh muốn xài tiếng Việt thì anh bỏ cái phần mềm này lên ha. Rồi giải pháp thứ hai là gì? Ở đây nó có giải pháp thứ hai nè, các bạn nhìn bảng nó có giải pháp thứ hai đó. Giải pháp thứ hai là gì? Dịch tức là sao? Chúng ta đọc những cái thông tin ở trên cái giao diện mà chúng ta tiến hành, chúng ta dịch sang một cái ngôn ngữ nào đó. Ồ, thì cái này đơn giản, đúng không? Dịch thì chúng ta có thể tự viết một cái ngôn ngữ, một cái phần mềm để dịch, một cái module để dịch ra một cái ngôn ngữ khác, hoặc là chúng ta nhờ cái thằng Google dịch. Thì bây giờ anh muốn dịch sang, anh muốn cái phần mềm anh là người Trung Quốc, anh chỉ cần check cho Trung Quốc cái tôi thảy nguyên cái thông tin mà tiếng Anh nó thảy qua cho nó dịch sang tiếng Trung Quốc là xong.
không? Còn từ tiếng Trung Quốc đang xài ngôn ngữ Trung Quốc mà anh muốn xài ngôn ngữ Việt Nam, tôi thảy nguyên cái tiếng Trung Quốc lên cho Google dịch sang tiếng Việt là xong. Hoặc là tự viết một cái gì, một cái module để dịch ha, dịch ngôn ngữ. Rồi, đây là cũng là một cái giải pháp, nhưng mà các bạn nghĩ rằng cái giải pháp này nó có nhược điểm gì nè? Giải pháp này nó có nhược điểm gì? Hả? Giải pháp này quá hoàn hảo hả? Quá tuyệt vời hả? Giải pháp này nó sao? Vấn đề là các bạn có thấy phần mềm này nó dịch chính xác không? Ngay cả Google dịch các bạn thấy nhiều khi nó dịch mình cũng ngộ độc chết luôn. Đúng không? Làm sao dịch chính xác được? Ha? À, người dịch còn không chính xác, đừng nói chi mà máy dịch. Các bạn hiểu không? Bởi vì cái khả năng dịch nó trong cái từ về nói về ngôn ngữ là nó phải đặt trong một cái ngữ cảnh nào đó. Hiểu không? Mà máy nó không thể nào mà nó phát hiện được tất cả những cái ngữ cảnh để mà nó dịch cho chính xác được trong mọi cái tình huống. Hiểu không? Cho nên cái giải pháp dịch này cũng không ổn, có khả năng nó không chính xác, mà nó không chính xác nguy hiểm không? Sử dụng phần mềm mà hiểu sai nghĩa nguy hiểm không? Quá nguy hiểm luôn ha. Cho nên giải pháp này nó cũng không có được khả thi ha. Rồi, như chúng ta thấy ở đây ha. Đây chúng ta có thể chọn một cái ngôn ngữ như là tiếng Đan Mạch hay gì đó ha. Đó, rồi thấy không? Đây ngôn ngữ là tiếng Anh đó, ví dụ vậy. Rồi, các bạn biết là cái nghĩa cái chữ localization ha, là một cái ứng dụng ha, cho một cái quốc gia hay là một cái ngôn ngữ nào đó ha, nó phụ thuộc vào cái localization, tức là phụ thuộc vào một cái miền, một cái vùng ha. Nhớ là phát triển phần mềm cho một cái vùng nào đó nó không có giống nhau. Tất cả những cái vùng miền trên thế giới thì nó không giống nhau, xét về văn hóa và ngôn ngữ, hiểu không? Đó, cho nên các bạn thấy là nói về cái tính gọi là vùng miền thì ở đây nó có ký hiệu lên 10 ký tự ha, giữa L và N, cho nên nó ký hiệu là chữ L10N. Cái chữ này các bạn đếm có phải 10 ký tự không? Mười hai ký tự đúng không? Từ L tới N bỏ ra thì còn lại bao nhiêu ký tự? 10 ký tự, cho nên nó viết tắt là L10N, có hiểu ý không? À, đây nói là ý nói rằng là mỗi một cái miền, mỗi một cái vùng, mỗi một cái quốc gia nó sẽ có những văn hóa và nó có những cái ngôn ngữ khác nhau. Tôi nói thiệt các bạn, nội cái tiền tệ mà nó ký hiệu nó giống nước nào không? Việt Nam là Việt Nam đồng, đúng không? Đó, rồi bên Pháp là gì? À, franc hoặc là euro, vân vân, các bạn thấy không? Rồi Anh là bảng Anh, ví dụ vậy. Rồi bên Nhật là yên, các bạn thấy không? Nó không có nước nào giống nào. Và cái ngày tháng của nó có giống ai không? Nó về định nghĩa ngày tháng á, Việt Nam mình thì xài gì? Ngày tháng năm. Còn bên châu Âu thì xài gì? Tháng ngày năm. Đúng không? Đó các bạn thấy hả? Rồi nhiều thứ lắm. Ví dụ nha, phần mềm cho Nhật. Bên mình á thì văn hóa của mình là mình thích đi bên tay nào? Đi thuận đường là đi bên tay nào? Phải. Còn bên Nhật là thuận đường là tay nào? Bên trái. Đây các bạn, những cái nút nhấn mà các bạn thiết kế trên cái giao diện á, cái nút nhấn mà các bạn, những cái nút mà mang cái tính năng là chấp nhận ok hay là cái gì đó, submit đó, mà các bạn để bên phải là thua. Nhớ kỹ nha, để bên phải là thua. Nó đặt ở đâu? Đặt bên trái. Nó phải phù hợp với văn hóa của quốc gia đó, hiểu không? Sao thì làm ơn đừng áp đặt cái của mình vô. Ví dụ nó viết phần mềm này khách hàng là người Trung Quốc đó ha, sau đó rì ra khách hàng là người Nhật đó, sau đó rì ra nút to bên phải. Mà những cái gì mà thuận tiện, những cái gì sử dụng thường xuyên á là đặt bên phải không mà thua. Và bên Nhật nó xài không được. Nhật nó ủi sao còn bên phải không mà mình quen bên trái rồi. Hiểu ý tôi chứ? Đó. Thì cái khái niệm này nó mang tính chất là tất cả những cái ứng dụng đều phải phụ thuộc vào một cái vùng miền, một cái quốc gia, một cái ngôn ngữ, một cái văn hóa nào đó ha. Rồi. Rồi. Cái này là cái chữ internationalization thì các bạn thấy là nó có 18 ký tự ở giữa cái chữ Y và chữ N, cho nên nó ký hiệu là gì? Y 18N. Ông Quốc có thi nó hỏi Y18N viết tắt của chữ gì, cái bắt đầu cái không biết nha, không? Nó là cái chữ này internationalization. À, nó có khái niệm là toàn cầu hóa, viết cái ứng dụng cho nhiều trên toàn cầu, sử dụng trên tất cả các quốc gia, tất cả các ngôn ngữ ha. Còn cái này là vùng miền, trên cái quốc gia thì nó có những cái vùng miền khác nhau. Thậm chí trên một cái quốc gia mà những cái vùng miền nó đã khác nhau rồi, cho nên viết phần mềm coi ở cái vùng nào sử dụng ha. Rồi. Rồi khái niệm Unicode thì các bạn biết là nói về ngôn ngữ thì mỗi quốc gia, tôi nói cái ngôn ngữ nó đa dạng, nó phong phú vô cùng
À, ví dụ như là tiếng Việt với tiếng Pháp thì nó sẽ có cái gì? Ngôn ngữ ấy có dấu đúng không? Nó có dấu đúng không? À, còn tiếng Anh thì sao? Không có dấu. Tiếng Ả Rập thì sao? Ngoằn ngoèo, ngoằn ngoèo. Tiếng Nhật thì sao? Tiếng Trung Quốc thì sao? Các bạn thấy nó khác nhau hết không? À, thế thì làm sao để có cái chuẩn chung, tức là có một cái hệ thống mà nó có thể là tạo được tất cả các ngôn ngữ trên thế giới, thì đó là một hệ thống Unicode. Ha, hệ thống Unicode. Thì Unicode nó sử dụng 16 bit ha, 16 bit tức là 2 byte cho một ký tự. Nha, 2 byte cho một ký tự. Thì 2 byte cho một ký tự thì một 2 byte này nó đủ để trình bày tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. Được không? Thì hiện nay đây là một cái hệ thống được sử dụng cho tới ngày hôm nay. Ha, không còn tới giờ này thì vẫn chưa thấy cái hệ thống nào hoàn hảo để thay thế Unicode. À, các bạn xài tiếng Việt các bạn cũng xài Unicode và nó cứ nhớ cho tôi một ký tự là 2 byte hết. À, bởi vì có thể một byte là có thể trình là biểu diễn được là 255 ký tự. Tuy nhiên còn những ký tự dấu nữa, dấu quyền, dấu sắc, dấu nặng thì cái đó phải có một cái byte nào đó để nó hiển thị, đúng không? Đó, như các bạn thấy là nội cái chữ này là thua ha. À, bạn thấy là thiết kế những cái ngôn ngữ thì theo cái hệ thống Unicode thì nó có khả năng nó làm được ha. Đó, ví dụ như các bạn thấy đây là nó trình bày một cái ký tự ha. À, ký tự đó là ký tự này nè, chữ O mà nó có cái hai cái con mắt ở trên đó ha. Tôi không biết đây là ngôn ngữ gì ha, nhưng mà đại loại nó được tạo ra bằng cái như thế này. Các bạn thấy là 16 bit, các bạn thấy không? À, hai cái giá trị đầu là một byte và hai giá trị sau là lại là một byte nữa ha. Rồi rồi, để xử lý một cái kỹ thuật viết một cái kỹ thuật để viết cái chương trình nó có tính international là chúng ta sử dụng một cái kỹ thuật, đó là kỹ thuật dùng một cái file property. Tức là chúng ta tạo ra một cái file property. Cái file này được sử dụng cho một ngôn ngữ nào đó, cho một quốc gia nào đó, được không? Nếu như chúng ta có 50 ngôn ngữ thì chúng ta tạo ra 50 file. Trời ơi, tạo ra 50 file nó còn nhẹ nhàng hơn là tạo 50 cái phần mềm cho mỗi người khác nhau, còn hơn là viết cái phần mềm dịch 50 ngôn ngữ ha. À, như vậy ở đây nó sẽ làm cho chúng ta đơn giản hơn nhiều đó. Chúng ta chỉ cần tạo ra 50 file thôi, cứ mỗi file là một ngôn ngữ cho một cái vùng, cho một cái miền nào đó ha. Ví dụ bây giờ tôi đối với các bạn nè, các bạn thấy cái ứng dụng này của tôi ví dụ cho các bạn là có mấy ngôn ngữ hả? Tiếng Việt, tiếng Anh, là các bạn có thấy mấy ngôn ngữ? Hai ngôn ngữ đúng không? Là tôi chỉ sử dụng mấy file thôi, hai file thôi đó. Thì hai file này tôi tạo ra như thế này nè. À, đó, tôi có hai file ha. Và nó có cái đuôi là gì? Property. À, property. Ví dụ cái file là cái file dành cho ngôn ngữ tiếng Anh thì tôi sẽ sử dụng. Bởi đây là cái khóa thì các bạn muốn đặt sao cũng được. À, cái khóa thì nó phải giống nhau, nhưng mà cái ngôn ngữ thì sao? Ngôn ngữ thì sao? Nó khác nhau, nó phụ thuộc vào cái gì? Nó phụ thuộc vào cái vùng của mình ha. Như vậy tôi tạo một cái file sử dụng cho tiếng Anh, rồi tôi tạo một cái file sử dụng cho tiếng gì? Việt. Đó, số ngày các bạn thấy này tôi sẽ không bỏ dấu này. Chút xíu tôi sẽ trong notepad tôi bỏ dấu không được ha, chút xíu tôi sẽ tạo một cái file như nó có, tôi bỏ dấu vô ha. Thì các bạn thấy ở đây là một cái file là tiếng Việt. Nếu như tôi viết một cái phần mềm cho cái ngôn ngữ tiếng Trung Quốc nữa thì tôi chỉ cần tạo ra cái gì nữa? Một cái file cho tiếng Trung Quốc nữa thôi, đúng không? Đó. Thì đơn giản chúng ta chỉ tạo hai file. Các bạn biết nè, các bạn thấy có cái chữ N không? Nè, các bạn thấy chữ US đằng sau chữ to đùng không? Đó là nó nhắc đến một cái quốc gia, một cái country. Thì đây là nước gì? Mỹ, đúng không? Và nó sử dụng ngôn ngữ gì? N là gì? English. À, còn đây chúng ta là Việt Nam và sử dụng ngôn ngữ cũng là Việt Nam. Được không? Những cái chuẩn mà international location á, hoặc là location á, thì các bạn lên trên mạng các bạn search thì nó sẽ có những cái ký hiệu. Cái này là nó chuẩn trên toàn cầu. Ví dụ như Pháp thì nó viết tắt ngôn ngữ là chữ gì? Và cái tên quốc gia là cái chữ gì? FR. Thì hiểu không? Mỗi quốc gia nó có cái ký hiệu riêng và nó phải thống nhất trên toàn cầu, và nó là và khi thống nhất như vậy rồi thì tôi kêu nó là được làm theo cái chuẩn ha.
Cho nên cái này nó không thể sai được. Rồi. Như vậy trước tiên là chúng ta phải tạo ra một cái file ha. Cái file này là mặc định. Mặc định các bạn muốn sử dụng ngôn ngữ nào. Còn đây là các bạn muốn sử dụng cái một cái file dành cho ngôn ngữ, dành cho quốc gia là Pháp. Ngôn ngữ gì? Pháp luôn. Còn cái này, tôi nhớ không lầm là Đan Mạch. Phải không? Đan Mạch ha? Tôi nhớ không lầm là tiếng Đan Mạch. Rồi. Như vậy để xác định ngôn ngữ họ sử dụng và quốc gia là gì thì chúng ta dùng cái class đó là locate. Nè, nhìn là để chút làm bài. Chúng ta muốn xác định cái phần mềm này ha. À, cái chức năng này là muốn cho cái quốc gia nào sử dụng và quốc gia đó sử dụng ngôn ngữ nào thì chúng ta dùng cái chữ locate. Cái locate này nó sẽ xác định cái gì? Nó sẽ xác định cái file property. Ví dụ quốc gia Việt Nam, ngôn ngữ tiếng Việt Nam thì nó sẽ đọc cái file nào? Việt Nam. Hiểu không? À, còn nếu mà chúng ta trong lập trình á, chúng ta để chúng ta để ngôn ngữ EN là English và country là US tức là Mỹ thì nó sẽ đọc cái file nào? File nào? NUS. Nó tự nó sẽ biết là nó đọc cái file nào tương ứng. Và khi nó đọc được cái file đó rồi thì nó sẽ lấy cái gì? Nó dựa vào cái khóa để nó lấy cái gì? Cái này là kêu là khóa, là key. Cái này kêu là giá trị là gì? Là value. Được không hả? Như vậy nó đọc được, nó dựa vào cái khóa và nó lấy cái value tương ứng thì lúc đó trên giao diện của mình sẽ hiển thị cái value. Hiểu không? Rồi. Ủa. Đó. Get default ha, là chúng ta lấy cái locale mặc định trong cái máy ảo ha. Get display country là chúng ta muốn, đây nó trả về một cái kiểu chuỗi ha, nó trình bày cái tên của quốc gia ha. Tên quốc gia mà chúng ta đang sử dụng trong cái phần mềm hoặc là tên ngôn ngữ đang sử dụng trong phần mềm ha. Rồi. Chúng ta phải dùng để đọc cái file đó, chúng ta phải dùng cái phương thức get Google ha. Ở trong cái class resource Google. Cái class này mới xác định cái file nó nằm ở đâu ha. Rồi. Cái string là chúng ta lấy cái giá trị trong cái file đó. Mà lấy cái giá trị phải dựa vào cái gì? Cái khóa. Thấy không? Tại vì trong bất kỳ cái file property nào nó cũng có một bên là gì? Key và một bên là value, đúng không? Thì chúng ta lấy cái value chúng ta hiển thị, còn cái key để chúng ta nhận dạng cái value. Còn cái hàm get key này nó lấy gì? Trong cái file đó có nhiều khóa đúng không? À, thì chúng ta lấy tất cả các khóa ra để chúng ta hiển thị trên giao diện. Chúng ta qua cái phần cắt sân tức là nhãn ha. Ở đây nè các bạn, sử dụng bất kỳ một cái con số hay là một cái giá trị tiền tệ hay là một cái định dạng ngày tháng năm thì nó cũng đều phụ thuộc vào cái quốc gia và cái ngôn ngữ cụ thể ha. Ví dụ các bạn thấy là về mặt number thì nó có number format, thì các bạn muốn lấy một cái con số thì các bạn lấy một cái con số phụ thuộc vào quốc gia, phụ thuộc vào ngôn ngữ, các bạn dùng cái phương thức là get number in span. Như vậy thì nó tùy thuộc vào cái lát locate hồi nãy, nó sẽ lấy ra cái tiền tệ đúng như là của quốc gia đó. Thấy không? Đó. Đó. Ví dụ, tôi có thể cho các bạn ví dụ. Đây, nó khai báo locate là gì? Cái này của quốc gia nào? Pháp, và sử dụng ngôn ngữ Pháp. Và nó đọc cái con số này lên là cái con số thật đúng không? Và nó yêu cầu là lấy một cái con số number instant, tức là lấy một cái con số mà dựa mà cái con số đó nó được thể hiện dựa vào cái gì? Quốc gia và cái ngôn ngữ. Cụ thể đây là quốc gia Pháp đúng không? Như vậy cái con số này nếu mà được thể hiện dưới cái văn hóa của Pháp thì nó sẽ như thế nào? À, thì các bạn coi về mặt tiền tệ cũng vậy ha, tiền tệ cũng vậy, phần trăm cũng vậy. Rồi. Định dạng ngày cũng vậy, các bạn thấy là không có quốc gia nào giống quốc gia nào cả ha. Ngày thì nó cũng vậy thôi. Rồi. Nó còn có phần là hiển thị cái thông báo nữa. Tiếng Việt thì hiển thị thông báo lên tiếng Việt, còn tiếng Anh thì hiển thị thông báo tiếng Anh đúng không? À, thì cái thông báo này nó có thể có nhiều thông số. Trong đây các bạn thấy là nguyên cái chữ thông báo này, các bạn thấy nè. Cái giá trị đây là thay đổi đúng không? Giá trị đây là thay đổi ha. Rồi, còn cái này là cái mẫu ban đầu. Mẫu ban đầu. Thì đây là tôi coi như nó là một cái template. Và cái giá trị này thay đổi là tùy thuộc vào cái gì? Vào cái quốc gia.
ha, gọi là quốc gia đó. Này, cái template này ở đây là template dành cho tiếng Anh thì các bạn thấy là add on, còn này template này chắc dành cho tiếng Pháp quá, tại vì nó có cái chữ gì, có dấu nữa. À, à đó, 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 đó. À. Còn cái tham số này nó sẽ thay đổi tùy vào cái giá trị, ha, tùy vào giá trị. Còn cái ngôn ngữ này thì các bạn cứ tạo ra ba ngôn ngữ thì tạo ra ba cái file, hiểu không? Và mỗi file thì các bạn cứ gõ ngôn ngữ của cái file. Của cái quốc gia đó là xong. Như vậy bài hôm nay tôi hướng dẫn các bạn có một cái khái niệm trước nữa là, và bây giờ chúng ta sẽ thực hành, chúng ta sẽ viết một cái phần mềm giống như tôi vậy đó, nhưng mà cái giao diện nó sẽ khác. Hôm nay chúng ta viết một cái phần mềm là đăng ký đi ha. Chúng ta sẽ viết một phần mềm đăng ký cho người Việt và đăng ký người nước ngoài ha. Rồi các bạn mở admin lên, các bạn mở admin lên rồi các bạn tạo ngay một cái rồi đó. Project các bạn tạo là my phần mềm ha, phần mềm đăng ký khách hàng đi ha. Phần mềm khách hàng đăng ký ha. Bây giờ đầu tiên là các bạn phải tạo cho thầy một cái giao diện cái đó. Các bạn lấy chuột phải vào trong cái project rồi các bạn chọn, các bạn đừng có chọn Java Class nữa. Bây giờ chúng ta lớn tuổi rồi ha, chúng ta sử dụng GFrame. Chúng ta không còn code nữa, code đã đời. GFrame tức là nó đứng đang kéo thả không? Rồi. Các bạn đặt cái tên là cũng giống như là các buổi thực hành trước. Và finish. Rồi. Rồi các bạn hãy kéo thả theo cái giao diện ha, giống như của thầy ha. Bạn kéo hai cái render button vào. Sửa lại ha. Nè, các bạn nhìn bảng nha, các bạn click vô cái nút này, các bạn nhấn F2 để các bạn sửa lại cái tên ha. À, ví dụ là rồi, cái này ví dụ. Rồi. Và tôi thích kéo nằm ngang. Nhưng mà dây chưa, nhưng mà dây chưa được, chưa đủ ha. Nè, các bạn nhìn bảng ha. Click chuột phải vào trong cái radio. Các bạn chọn change variable name. Và các bạn đặt tên là gì? Radio Việt Nam. Ở đây các bạn chọn change variable name, các bạn chọn radio English. N. Rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ viết tạo cái giao diện để cho người ta đăng ký ha. Thì ngôn ngữ mặc định thì các bạn, chúng ta tôi sẽ sử dụng tiếng Việt ha. Các bạn đưa vào cái label ha. Edit name. Edit name ở chỗ này các bạn gõ là chữ đăng ký ha. Rồi. Nó nghe nè, cái label này nè, cái label này có lập trình với nó không? Có, tại chút xíu mình xét cái gì, cái thông tin của nó, được không? Như vậy click chuột phải chọn cái gì, change variable name, tức là mình đặt tên ha, mình đặt tên. Như vậy đặt tên là lbl và các bạn đặt tên là tiêu đề ha. Title. Title
Rồi thôi để dễ á ha, dễ có thì tôi vì phải biết bản thì các bạn làm luôn ha. Cái chỗ này nè, đăng ký nè, thì các bạn đặt cái label á ha, cái label á tên là LBL title ha. Rồi ở đây là gì, họ tên, đây, cái test field không, họ tên, thư hộp mail đi, hộp thư ha. Rồi địa chỉ ha, quốc gia. Quốc gia là cái gì nè, cờ bóc đúng không, à, ngày sinh. Rồi 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 trên đây có hai cái nút ha, nút này nút đăng ký, nút này nút hủy. Như vậy tất cả những cái label này đều có lập trình để chút xíu mình đổi cái tên lại ha. Thì tất cả những cái label này mình đều đặt nó một cái tên biến á ha, thì nó là cái này các bạn đặt tên là LBL. Tại sao tôi viết tắt có chữ LBL, bởi vì thể hiện cái label ha. LBL là họ tên, thì tôi viết tắt là chữ HT, anh em đi ha, chúng ta lỡ chúng ta dùng tiếng Anh nè. Đặt tên nó chính xác để chút tôi code thì các bạn lại code nó không ra ha. Hộp thư thì mình đặt tên là LBL email, địa chỉ là LBL address, các bạn viết tắt ADDR R thôi ha. Quốc gia là LBL country ha, country. Rồi ngày sinh là các bạn viết LBL birth ha, ví dụ. Rồi, cái nút nhấn thì các bạn có thể đặt tên là btn re, cái này là btn cancel, ví dụ vậy ha. Đó thì bây giờ các bạn còn những cái này nè, còn những cái này các bạn đặt tên cũng được, không đặt tên cũng được, tại vì cái demo này tôi dừng ở mức là mình sẽ đổi những cái tên này ha. Trên đây là hai cái radio để cho chút các bạn nào không biết. Cái này đặt tên là RDOVN. Này đặt tên là RDOEN. Đó. Thì đặt tên hết rồi đó. Bây giờ thầy sẽ làm y như vậy thôi, không khác cái nào cả. Cái nút đăng ký này là cái label mà để cho chữ cho nó bự lên, thì cái tiêu đề mà bữa trước có chỉ rồi, còn nhớ không vậy, nhớ cho nó bự lên không, là click chuột phải à, không cần click vô đây, nhìn phía bên tay phải nó có cái hộp hội là phong nè, phong chữ này không, mình click vô một cái đó, mình cho cái phong chữ to lên, to lên à, rồi ok đó, to lên rồi. Rồi bây giờ thầy kéo cái label vô, thầy đặt tên là họ tên đó à. Rồi cái label này là thầy đặt tên là gì, tên biến là gì, LBL name à, các bạn thấy không, mình theo đúng cái quy ước trên đây à, chút xíu mình sẽ lập trình nó ra thôi. Rồi đưa cái test field vô. Rồi, test field thì đặt cái tên biến là tt họ tên ha. Rồi, các bạn tt họ tên. Rồi, các bạn tự đặt vô. Họ tên hộp thư ha, ví dụ vậy. Chain LBL email.
gia. Cuối cùng quốc gia các bạn đưa vô cái combo box. Cờ bóc thì các bạn đặt tên ban đầu là CBO, viết tắt là cờ bóc. Rồi label này, ngày sinh, các bạn thấy cái này nó có item 1 không? Giao diện này nó kỳ quá đúng không? Item 1 kỳ quá. Các bạn lấy chuột phải. Vậy nè, lấy chuột phải chọn property. Đây nó có thuộc tính là model, các bạn thấy không? Nó có sẵn item 1 này không? Vô đây các bạn sửa lại. Vô. Các bạn đừng để item 1, các bạn cứ viết một số quốc gia nào đó, ví dụ Việt Nam. Rồi. Rồi ok. Thì cái combo box nó sẽ xuất hiện một số quốc gia như vậy. Rồi bây giờ còn gì nữa nè, kéo hai cái nút nhấn vào nữa là xong. Rồi. Còn nữa nè, cái radio button này mình có để nó vô cái button group chưa? Tôi chưa để đúng không? Bây giờ tôi sẽ kéo cái button group vào. Đây. Kéo vào. Và cái radio button này tôi chọn. Và bên đây tôi chọn cái button group là gì? Button 1, button group 1. Rồi cái radio button này cũng vậy, tôi chọn. Và tôi chọn cái button group 1. Rồi như vậy tôi đã hoàn thành một cái giao diện ha. Không biết các bạn đã hoàn thành chưa? Hoàn thành giao diện xong, bước thứ hai chúng ta sẽ tạo ra hai file property.
xem chưa, tạo diện xem chưa. Rồi tiếp theo là nhìn nè, tạo ra hai cái file property giùm thầy, lấy chuột phải new, ở đây không có là các bạn chọn order. Order hiện ra đúng không, các bạn chọn order nữa, thêm một order nữa nào. Rồi qua phía bên tay phải, cái panel phía bên phải các bạn thấy có cái file property file chưa, thấy chưa. Rồi các bạn đặt tên như thế này, các bạn đặt tên đúng theo chuẩn ha. Rồi các bạn chọn này rồi các bạn nhấn next đi, next qua tới đây các bạn đặt tên đó. Cái file này dành cho tiếng Anh và dành cho Mỹ, quốc gia Mỹ ha, sử dụng tiếng Anh. Property file nhìn phía bên tay phải nó có cái property file. Order nữa. Có chưa? Có chưa? Đặt tên theo chuẩn vậy nha, đừng có đặt khác à.